Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại xin chia sẻ một món ăn được làm từ trứng. Và hôm nay món ăn của mình sẽ kết hợp với một loại rau cực kỳ tốt với sức khỏe chị em phụ nữ chúng ta. Và mời các bạn cùng xem video và thực hiện với mình nha. Đây là loại rau ngải cứu. Loại rau này phòng ngừa được các chứng bệnh cho chị em phụ nữ như là đau bụng kinh hoặc là kinh nguyệt không đều. Cái loại rau này mỗi tuần chúng ta nên ăn một lần. Và bây giờ rau này mình cũng đã rửa sạch và mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Và sau đó mình sẽ cho vào một cái tô. Củ hành tím này mình cũng băm nhỏ. Mình sẽ cho phần củ hành này vào tô luôn. Sau đó mình sẽ cho thêm một ít hạt nêm, một quả trứng gà, trộn đều lên nha. Tuy rằng cái loại rau này rất tốt với chúng ta nhưng mà mình cũng ăn cái hạn chế lại, không ăn nhiều quá. Mỗi tuần là chúng mình nên ăn 1-2 lần thôi nha. Cái gì cũng vậy, ăn nhiều quá thì cũng có hại cho sức khỏe. Là mình sẽ cho thêm một chút dầu vào cái chảo này. Và sau đó mình sẽ cho phần trứng của mình vào. Và cái phần rau này mình cũng sẽ dàn đều lên nha. Nếu như bạn thích ăn mỏng thì mình chiên mỏng thôi. Còn thích ăn dày thì mình chiên dày. Cái này mình cũng có thể là chiên vàng hai mặt luôn cũng được. Nhưng mình chỉ chiên vàng một mặt thôi, sau đó mình sẽ gặp cái miếng trứng này lại với nhau. Mình đợi khi nào mà lớp trứng ở trên nó ráo rồi mình sẽ lật lại nha. Bây giờ mùi trứng của chúng ta rất là thơm. Và nếu như các bạn thấy mình chia sẻ hay thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái mặt dưới của nó đã vàng rồi nè. Sau đó mình sẽ cho ra dĩa và mình cắt cái miếng vừa ăn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món ăn này rồi. Cái mùi vị của nó rất ư là thơm ngon luôn đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.